Hello anh em, chào tất cả anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình chiến đấu trên con game này với cái mức vốn khá là mini thôi, 60 cành. Đó, 60 cành hôm nay thì đi săn cái quả hũ trái cây nhá, để xem hôm nay kiếm được khoảng bao nhiêu. Rồi vào cái vòng đầu tiên này. Bắt đầu chiến nhá. 60 cành này thì hôm nay kiếm được khoảng vài lít là chim cút anh em ạ. Hoặc là may mắn có thể lên được vài củ, thậm chí vài chục củ là chuyện bình thường. Mình chơi cái trò quay hũ này cũng khá là nhiều rồi. Đó. Khi anh em chơi cái quay hũ này, anh em chơi ở những cái giờ cao điểm thì dễ ăn hơn. Giờ cao điểm là những cái khung giờ mà nghỉ làm việc anh em nhé. Khung giờ đấy thì đông anh em chơi, đông người chơi thì sẽ có cái cơ hội thắng nó cao. Rồi để xem nay 60 cành em liệu kiếm được vài củ không. Chưa thấy có gì nhỉ. Chiến tiếp. Cố gắng lên được vài củ là chim cút anh em ạ. Đu hỏng hình rồi. Phát này không được gì là đi luôn này. May thế. Chiến tiếp. Chưa có hiện tượng gì anh em ạ. Quả này không ổn rồi. Rồi lại lên rồi. Gần đi nhá. Chưa được phát big win nào nhỉ. Vãi thật. Ok, vẫn có cơ hội lên, không sợ. Big win. Rồi đẹp. Đẹp dai luôn. Lên được hơn lít rồi đấy. Big win tiếp này, ngon. Bây giờ mình đảo qua phòng số 2 mình chiến. Đảo qua phòng số 2 thì mới lên nhanh được. Rồi bắt đầu chiến nhá. Ok. Hỏng rồi, phát này không được cái là toang đấy. Vẫn có cơ hội, không sợ. Ngon luôn, 2 lít này. Vẫn có cơ hội lên nhá. Super win. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ chiến cái mức max luôn này, bắt đầu từ bây giờ lên mới nhanh được này. Ok chưa anh em? Đó 60k lên được hơn củ rồi đấy. Tiếp tục chiến tiếp. Lại super win này, ngon. Big win chứ. Bây giờ qua phòng số 3 nhá. Muốn lên nhanh thì phải đổi cái phòng cao hơn, mức cao hơn thì mới lên nhanh được. Ngon đấy. Rồi tiếp tục tăng cái hạn mức lên này, bắt đầu chiến. Hỏng rồi. Đu. Tăng cái mức này cảm thấy là khoai rồi đấy. Rồi không sao hết, vẫn có cơ hội lên. Big win, ngon. Rồi bây giờ sẽ chiến cái mức max luôn này. Max luôn anh em ạ. Một phát không có gì. Chơi cái mức này là cũng khá là mạo hiểm đấy. Nhưng mà nếu mà lên thì cực kỳ nhanh nhá. Đó, anh em mà chơi quay hũ á, anh em cứ chọn cái khoảng thời gian mà cao điểm, giờ cao điểm chơi thì kiếm rất là dễ luôn. 3,5 củ này. Quá tuyệt vời. Húp tiếp. Ok chưa? Lại húp tiếp. Quá ngon anh em ạ. 2 củ. Để xem lên được khoảng bao nhiêu nhá. Hiện tại là đang có lợi nhuận cực kỳ khủng rồi đấy. Đồ. Giờ mà kiếm được quả super win là ngon anh em ạ. Big win này, ngon thế nhở, lên hai hơn 20 rồi đấy. Quá đỉnh luôn. Quá là đỉnh cao luôn này. Ok đấy. Vẫn húp tiếp. Quá đẹp.
Ờ, để xem tình hình thế nào. Quá ổn. Super win. Đỉnh chưa anh em? Hơn 30 rồi. Hy vọng là lên được 40 nhá để nghỉ đẹp luôn này. Đó, nhưng mà không không phải là lúc nào cũng dễ ăn đâu anh em ạ. Anh em nhớ là nó sẽ có một cái khoảng thời gian là nó sẽ xịt thông đấy. Rồi big win tiếp này, nên là chơi đấy, là phải có điểm dừng nữa. Mình sẽ tiếp tục chiến thêm vài phát nữa, nếu mà cảm thấy không ổn là mình sẽ rút lui rồi nhá. Ok chưa? Chơi phải có điểm dừng. Lên được tầm này rồi thì quá đẹp rồi. Hy vọng là kiếm lấy lên được 40 để nghỉ cho nó đẹp này. Vẫn có cơ hội lên tiếp. Ngon luôn anh em ạ, anh em thấy không? Ổn chưa? Lên được 39 mét rồi này. Cái trò quay hũ này nó là vậy mà anh em. Nhiều khi chơi mà may mắn anh em kiếm vài củ rất đơn giản, nhưng mà không phải là ai chơi cũng được vậy đâu anh em ạ. Nếu mà ai chơi cũng được như vậy thì nói thật với anh em, nhà cái cũng sập lâu rồi phải không ạ? Nó cũng tùy từng lúc thôi, tùy từng từng cái thời điểm. Lại big win húp liên tọi luôn. Được 52 mét rồi. Quá ghê gớm luôn nha. Vẫn chiến được. Bây giờ sẽ đặt mục tiêu lên 60 củ để nghỉ nào. Quá kinh khủng. Chưa thấy có gì cả nhờ. Vãi thật, bắt đầu đến côn đen rồi đấy. À, vẫn ăn được này. Ngon luôn. Cố gắng lên 60 để nghỉ nào. Lên 60 phát lại nghỉ đẹp ngay anh em ạ. Để xem lên được không nhá. Đù. Lại xịt thông nhờ. Vài phát nữa mà không ổn là cũng chim cút luôn này anh em ạ, không không chiến nữa. Nói chung là chơi cũng không nên tham quá làm gì cả. Bao nhiêu đây? Một củ 6 à. Rồi ok, nghỉ thôi. 55 mét anh em ạ, quá là ổn rồi. Ok nhá, anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.